Phan Trang. Chương trình được chính thức dàn dựng các buổi tráng tại sân khấu tư gia của chú rể Trần Thắng với sự phục vụ của bộ phận âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp và các cộng sự làm nghề nhiệt huyết. Chương trình được chính thức thu âm thuần trực tiếp tại sân khấu này với sự tác nghiệp của nhà nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Bảo Sang Studio đến từ ngã tư Xuân Mỹ. Một lần nữa rất lành được đón tiếp tất cả vị khách về với phần 2 buổi lễ ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên cũng là tình cảm của những người làm chương trình sẽ khai vị cho tất cả vị khách qua phần thiền nghiệm của em Thái Hòa. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Và để tiếp tục chương trình giao lưu âm nhạc để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, thì Thái Hòa xin gửi tới tất cả các anh em, các chị em trong hôn trường ngày hôm nay, đặc biệt là cô dâu chú rể, một ca khúc tiếng Anh, một ca khúc viết về tình yêu rất là lãng mạn với giai điệu rất nhẹ nhàng, với ca khúc được mang tên Let Her Go. Và xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Where you only need the light, where deep burning low, only me just unwear the chapter now, only knows you love her when you let her go. Only knows you've been high where he fell in love, only hate the road where he's missing home, only knows you love her when you let her go. And so let her go. And so let her go. Và bây giờ chúng ta đã thưởng thức một ca khúc tiếng Anh viết về tình yêu của cô dâu và chú rể, một ca khúc với những ca từ rất là lãng mạn. Và có lẽ là thay đổi không khí ngày hôm nay, thì Thái Hòa xin gửi tới tất cả những anh em, cô dì, chú bác ở trong hôn trường ngày hôm nay và cô dâu chú rể một ca khúc sôi động đi. Và thường thường thì Thái Hòa xin gửi tới tất cả chúng ta những ca khúc viết về tình yêu, một ca khúc rất là vui tươi, một ca khúc được mang tên Để Tình Yêu Lên Ngôi. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe.